Xin chào quý anh chị nhà đầu tư theo dõi video kênh Nâu Stock. Thì hôm nay chúng ta sẽ dành một cái video để nói riêng về Vinamilk, một cái cổ phiếu mà blue chip cũng đã khá lâu rồi, mà mọi người ở cái giai đoạn trước thì mọi người đều lấy Vinamilk như là một cái cổ phiếu tăng trưởng bền vững trong cái chu kỳ trước, đúng không? Tính đến năm 2018 mà nó tạo đỉnh. Thì từ 2018 trở lại tới đây thì Vinamilk gần như là một cái trụ là mà mọi người gọi là hay lãng quên nó, thường lãng quên nó và bỏ nó ra khỏi, và khá là ít người, ít nhà đầu tư cá nhân trading cái cổ phiếu này. Nhưng mà ở giai đoạn gần đây thì nó đang có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là Vinamilk sẽ có thể trở lại một cái chu kỳ tăng trưởng mới. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng thử bóc tách một số cái phân tích xem là nó có những cái gì để chúng ta kỳ vọng. Thì trước tiên ở đây mình muốn nói về cái fair value trước. Cái fair value trước thì chúng ta nói về cái giá trị lõi của nó. Một cái cổ phiếu, một cái doanh nghiệp ấy luôn có cái giá trị nội tại của doanh nghiệp, và một cái cổ phiếu cũng thế, nó phải có một cái mức giá. Đối với doanh nghiệp rác thì đương nhiên là nó là giá trị bằng không thì cũng không ai thèm mua, đúng không? Nhưng mà với một cái doanh nghiệp mà chúng ta nhìn thấy là lợi nhuận của từng quý ấy, nó liên tục duy trì rất là đều qua các năm, có các quý, và nó luôn luôn nằm ở trên cái mức là khoảng loanh quanh khoảng 2.000 tỷ đến 3.000 tỷ, và có những thời điểm nó lên đến 4.000 tỷ. Thì ở giai đoạn này thì khoảng tầm 4-5 năm gần đây thì nó luôn luôn là loanh quanh khoảng 3.000 tỷ, bình quân là khoảng 3.000 tỷ ở mỗi quý. Thì một cái doanh nghiệp mà liên tục làm ra 3.000 tỷ ấy, thì không có chuyện là cái cổ phiếu của nó về rác được, mà cái cổ phiếu của nó sẽ phải có một cái mức giá cụ thể nào đấy để mà, ví dụ như bây giờ nó trả, ví dụ như đơn giản chúng ta nói với nhau là Vinamilk về giá 1.000 ấy, thì đầy người muốn nhảy vào người ta mua. Bởi vì sao? Bởi vì 1.000 để mua một bỏ ra 1.000 để mua một cái cổ phiếu mà tạo ra 1.000 tỷ một quý, mọi người có thấy là quá bèo không, quá rẻ không? Thì đương nhiên là nó sẽ có một cái mức giá, nó sẽ giảm, nó có thể tăng giảm theo thị trường, nhưng mà nó sẽ có một cái mức giá mà cổ phiếu đấy nó không, nó đạt được cái sự cân bằng về mặt cung cầu, và cái mức giá đấy ấy, nó sẽ là cái mức giá nếu mà tại những cái thời điểm mà thị trường mà gặp khủng hoảng hay là bán đáo hoảng loạn ấy, thì người ta tư duy theo cái hướng là một cái doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận là vài nghìn tỷ như vậy, thì cái mức giá ở cái thời điểm đáy hoảng loạn đấy nó đã đủ rẻ chưa, và người ta sẽ nhảy vào người ta mua khi mà nó đã đủ rẻ đấy. Và bản chất thì với Vinamilk chúng ta có một cái doanh nghiệp mà thị phần sữa là số 1 Việt Nam, cũng như là các cái hệ thống phân phối qua các kênh phân phối là chúng ta đã đều biết hết rồi. Thực ra là chúng ta không cần biết chi tiết, nhưng chúng ta biết cái cách mà Vinamilk làm qua các cái hệ thống đại lý bán lẻ cũng như là qua các cái quảng cáo trên TV, đơn giản vậy thôi. Và nó đang là thị phần sữa số 1 Việt Nam. Thì rõ ràng là Vinamilk là một cổ phiếu làm thật ăn thật. Thì chúng ta mua một cổ phiếu như vậy thì trừ khi chúng ta mua FOMO theo thị trường là ở một cái mức giá quá cao thôi. Còn nếu như mua ở cái mức giá mà nó gần sát với cái giá trị nội tại của doanh nghiệp ấy, thì có lẽ là chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ dài hạn và không bao giờ, coi như nó là một khoản gửi tiết kiệm, thì mình nghĩ là không bao giờ có vấn đề gì phải lo lắng. Đấy. Thì trước tiên đấy là về cái giá trị nội tại của doanh nghiệp, thì nó là một cái doanh nghiệp làm thức ăn thật, có cái giá trị, có cái nhà máy sản xuất cũng như là cái lợi nhuận sau thuế liên tục qua các năm là trên 2.000 tỷ, và bình quân là khoảng 3.000 tỷ qua các năm, khoảng từ 2018 đến giờ. Thì ở gần đây ấy, thì Vinamilk có một cái quý quý 2 của năm 2023 năm ngoái là lợi nhuận tăng vọt, và cũng như là cái lợi nhuận gộp về giá vốn hàng bán ấy, à, lợi nhuận gộp về cái core kinh doanh chính của nó ấy, là nó cũng có sự cải thiện, có cũng có sự cải thiện. Thì đây chúng ta có thể
thấy là nó có những cái lợi nhuận đấy và nó có bắt đầu có cái sự tăng trưởng trở lại. Cái vấn đề của Vinamilk nằm ở cái là nó là một cổ phiếu mà thị phần nó quá lớn, một cái doanh nghiệp nó quá lớn thì cái sự tăng trưởng nó là khá là khó. Thì ở đây là nó đang có những cái tín hiệu để nó có thể tăng trưởng trở lại. Thì chúng ta nhìn thấy là cái thị phần sữa của nó thì vẫn đang đứng đứng tốt rồi, đứng tốt rồi. Tuy nhiên thì nó có một cái yếu tố là đấy là giá nguyên liệu đầu vào ấy đang giảm, và cũng như là cái nhu cầu trên thế giới thì suy yếu đấy. Nhưng mà gần nếu như mà trong cái thời điểm mà thời gian tới ấy, khi mà kinh tế phục hồi ấy, thì những cái khoản hoàn toàn nó có thể là những cái khả năng xuất khẩu của cái mặt hàng này nó sẽ tốt hơn. Và chúng ta nhìn thấy là năm thật ra là năm 2020 ấy, có một cái là Vinamilk đã ký kết để mà có thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đưa cái sản phẩm của mình sang thị trường Trung Quốc. Nhưng mà sau khi mà nó ký kết được cái đấy xong ấy thì rất tiếc lại là ngay sau đấy thì nó lại dính có một cái giai đoạn mà thị trường cái nền kinh tế thế giới nó bị gián đoạn bởi vì Covid, và Vinamilk coi như là cũng dậm chân tại chỗ ở cái thời điểm đấy luôn. Đấy, thì tức là vấn đề của Vinamilk bây giờ ấy là thị phần số 1 ở Việt Nam là nó nằm chắc trong tay rồi. Và đương nhiên là khi mà ông là số 1 của thị phần ấy thì cái khả năng tăng tiếp thị phần của ông là gần như là khó. Và ông phải phát triển ở một cái thị trường mới và nó phải đi ra cái thị trường quốc tế và xuất khẩu ra thị trường quốc tế, thì nó lại dính vào cái đại dịch Covid. Ở trên bài báo này cũng phân tích cho chúng ta khá là nhiều đấy. Và do cái nhu cầu sử dụng sữa trên thế giới nó suy yếu, vấn đề là vì cái việc là kinh tế nó bị gián đoạn bởi Covid và dịch bệnh, và đến năm 2022 nó bắt đầu ngấm, thì cái những cái mặt hàng ăn uống như kiểu gọi là gia tăng về mặt dinh dưỡng các thứ ban đầu ấy, nếu mà kinh tế mà nó chỉ đơn giản là nó đang đói kém ấy, người ta chỉ lo là làm sao để ăn cho nó đủ thôi, ăn cho đủ, ăn cho nhiều thôi. Nhưng mà ấy, khi mà thị trường kinh tế nó tốt lên ấy, thì lúc đấy người ta mới quan tâm đến vấn đề về dinh dưỡng, làm sao ăn cho ngon, ăn cho tốt. Thì lúc đấy ấy, những cái mặt hàng như kiểu là sữa của Vinamilk ấy, nó sẽ là một cái mặt hàng mà hoàn toàn có thể bước vào cái giai đoạn phục hồi. Bước vào giai đoạn phục hồi thì đây sẽ, và đây trong này cũng ghi rõ luôn Vinamilk kỳ vọng sẽ phục hồi của biên lợi nhuận ở giai đoạn trước đại dịch, đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy là thật ra là đấy, với những cái mà mình chia sẻ vừa rồi, chúng ta hoàn toàn biết được rằng là Vinamilk nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái sức mua của thị trường trên thế giới nó bị giảm đi và nó chưa thể mở rộng được cái thị trường mới do cái ảnh hưởng của Covid. Thì bây giờ ấy, nó đang có những cái yếu tố nó giúp cho cái biên lợi nhuận của nó có sự tăng trưởng trở lại, có sự cải thiện trở lại. Và thứ hai là cái nền kinh tế bắt đầu bước vào cái giai đoạn phục hồi của toàn thế giới. Và cái câu chuyện mà Fed hạ lãi suất ấy, nó có thể là nó chưa diễn ra ngay lập tức, nhưng mà trong một cái thời gian ở tương lai ấy, và nhiều người dự đoán là sẽ có thể là khoảng quý 2 hoặc có thể là cuối năm nay. Nhưng mà cái câu chuyện là Fed hạ lãi suất và nó sẽ phục là một cái tác nhân thúc đẩy cho cái sự phục hồi của nền kinh tế toàn thế giới ấy, nó là một cái để cho chúng ta kỳ vọng rằng những cái sản phẩm như này của Vinamilk ấy, nó có thể nó sẽ xuất khẩu ra thị trường thế giới được tốt hơn. Thì lúc đấy là cái câu chuyện tăng trưởng của Vinamilk nó sẽ là cái đi kèm với lại cái những cái con số mà chúng ta sẽ đánh giá ở các quý tới. Cái quý tới thì đấy là về mặt cơ bản, và mình không chia sẻ quá nhiều về mặt cơ bản. Thì cơ bản là cổ phiếu này thì nó cũng ổn định qua các năm rồi và nó cũng là chuẩn một cái mẫu hình một cái cổ phiếu tăng trưởng suốt trong bao nhiêu năm. Và nếu như mà chúng ta học về một cái doanh nghiệp hay là một cái quá trình phân tích một cái cổ phiếu ấy, thì Vinamilk gần như ở cái giai đoạn trước năm 2018 ấy luôn luôn là một cái mẫu hình để cho rất nhiều người có thể đưa vào sách giáo khoa để dạy cho những người mà
thế hệ sau. Thì ở hiện tại thì Vinamilk sau khi đạt đỉnh năm 2018 ấy, thì chúng ta nhìn lại là nó đã có một cái uptrend từ năm nó lên sàn năm 2006 đến 2018 là uptrend 12 năm. Uptrend 12 năm liên tục thì nó điều chỉnh. Ở đây là một cái cú điều chỉnh khoảng tầm đến hiện tại là hơn 5 năm. Chưa à, gần 6 năm, gần 6 năm. Đấy thì thực ra là thời gian điều chỉnh như vậy là mới chỉ khoảng tầm một nửa so với thời gian uptrend, đúng không? Thì nó là một cái cú điều chỉnh bình thường, nhưng nó lại là trên một cái khung thời gian lớn, cho nên là chúng ta cảm thấy là cái có lẽ cái cổ phiếu này nó đang bị già cỗi quá và đang bị bước vào downtrend thôi. Chứ còn thật ra thì nó mới là điều chỉnh 6 năm so với quá trình uptrend 12 năm. Và cái thứ hai ấy, và chúng ta nhìn thấy ở đây ấy, nó hoàn toàn có thể là nó có một cái sự cân bằng ở quanh cái vùng giá này và lên lại đây vùng này ra, lên lại trên này, lên lại cái vùng ba con số này. Đấy thì câu chuyện đấy mình bắt đầu sẽ nói cụ thể hơn ở đây. Thì thứ nhất là chúng ta nhìn soi một kỹ hơn một tí, chúng ta nhìn thấy là kể từ khi tạo đỉnh năm 2018 và có cái pha điều chỉnh trong chung dài hạn này, thì ở đây chúng ta nhìn thấy là có một lần này, hai lần này, ba lần này, bốn lần này, bốn lần mà Vinamilk nó về dưới giá 65, bốn lần Vinamilk về dưới giá 65. Thì soi kỹ hơn ấy thì đây là đáy Covid 23 tháng 3, đáy của Covid khi mà, và thứ hai lần thứ hai nó là 13 tháng 6 thì nó là đáy của thị trường năm 2022 ở cái một cái nhịp hồi của thị trường. Và sau đấy là đáy tháng 10 là cùng với cái cú sập về 873 của index ấy. Đấy. Và tiếp theo là một cái cú sập ở cái tháng 6, với cú điều chỉnh lớn ở tháng 6 về test là cái đáy cũ. Thì cái này là không đi theo thị trường, nó đi ngược thị trường nó dạng này. Tháng 6 thì index nó uptrend nhưng mà Vinamilk lại cắm đầu tháng 6 năm ngoái đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là gì, gần như là những cái pha, nhưng mà ở cái pha đi ngược thị trường này ấy, thì nó lại là bung một cái khối lượng rất là lớn trao tay ở cái giai đoạn đáy này, giai đoạn đáy này. Đấy. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ soi xét lại ấy, chúng ta sẽ thấy là tại cái mức giá dưới 6 năm đấy, cái thời gian nó ở dưới giá 6 năm là khá là thấp, à, khá là ngắn, và nó đều về cái vùng giá dưới 6 năm này bằng một cái cách là bán tháo hoảng loạn, bán tháo hoảng loạn. Và 4 lần thì có 3 trên 4 lần là nó đều đi kèm với lại những cái đáy hoảng loạn của thị trường, đáy của một cái cú sập lớn, một cái cú downtrend lớn. Thì có nghĩa là gì, tại cái vùng, và chúng ta thường biết rằng là tại cái vùng hoảng loạn và đáy của thị trường ấy, người ta thường ném đi những cái cục vàng ở cái mức giá mà bèo bọt như là cái đống đồng nát luôn. Thì Vinamilk cũng tương tự như vậy. Như mình đã chia sẻ thì Vinamilk là một cái cổ phiếu mà vẫn làm ăn, vẫn tạo ra những cái lợi nhuận là nghìn tỷ, hàng nghìn tỷ. Thì đương nhiên là khi mà nó giảm đến một cái mức giá mà người ta hay là quỹ tụ hay là quỹ lớn, tổ chức lớn, cá mập, người ta thấy rằng là đây là một cái mức giá đủ tốt đấy, ở những cái thời điểm đáy của thị trường hoảng loạn như vậy, nếu mà theo phân tích kỹ thuật đấy, chúng ta chẳng ai đi mua ở cái giai đoạn này cả, chẳng ai đi mua ở cái chỗ này cả, bởi vì nó đang đao chen, mà hoàn toàn nó có thể cắm đầu xuống về về rác hay sao, về không thì sao, đúng không? Không, nhưng mà chúng ta mua ở đây, những cái người đấy, người ta mua ở đây là bởi vì họ tư duy rằng là tôi mua cái giá này của một cái doanh nghiệp đang tạo ra vài nghìn tỷ lợi nhuận thì tôi thấy là đủ rẻ để tôi mua, và những cái lần tiếp theo là cũng có những người mua như vậy và cũng có những cái tổ chức mua như vậy. Đấy thì ở cái lần gần nhất ấy, khi mà nó về đến dưới giá 65 ấy, thì nó nổ một cục vôn rất là lớn, và sau đấy ấy, ở cái vùng hiện tại ấy, vùng giá hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là sau khi mà nó quay lại, nó rất khoảng ở đây là 7 tuần, chúng ta để xem ở chart tuần nhé, thì ở đây là 7 tuần nằm dưới, à đâu, ở chỗ này phải là tính từ tháng 10 năm ngoái
tháng 10 năm ngoái đến hiện tại nó là 4 5 tháng rồi. 4 5 tháng rồi thì chúng ta nhìn thấy là nó không có giá dưới 65. Không có giá dưới 65 nữa. Đấy. Và cái cục tiền lớn này nó đỡ giá ở cái giá dưới 65 này. Có lẽ là nó là ăn được một cái lượng hàng đủ lớn rồi. Và mặc dù là cái pha điều chỉnh này từ giá 80 về lại cái giá 6x này, nó là rất nhiều lần có những cái pha bán xuống nhưng nó không thể thủng được cái giá 65. Thì đây sẽ là một cái điểm tựa lớn cho chúng ta. Thứ nhất là chúng ta có điểm tựa về các cái lần nó về giá dưới 65 đều là những cái đáy hoảng loạn. Và chúng ta có điểm tựa là cái giá là một cái cổ phiếu luôn luôn tạo ra cái lợi nhuận hàng nghìn tỷ. Và cái thứ ba là có một cái lần trao tay vốn lớn ở đây. Một lần trao tay vốn lớn ở đây thì khả năng cái vùng giá dưới 65 này sẽ là một cái vùng giá mà chúng ta gọi là chúng ta có người khổng lồ đỡ ở sau lưng đấy. Và cái việc mà hôm thứ sáu vừa rồi ấy, nó có một cái phiên đánh cho Vinamilk tăng 3,5% và lên lại giá 70. Mặc dù là chỉ có hai phiên thôi. Cái tuần vừa rồi chỉ có hai phiên do nghỉ lễ thì nó kết một cái nến tuần như này, nhưng mà vấn đề là chỉ có hai phiên mà nến cái khối lượng vốn của nó ấy, cái khối lượng giao dịch của nó ở đây ấy, nó đã hơn 7 tuần trước. Nó đã hơn 7 tuần trước. Thì mọi người thấy là cái đột biến vốn đấy nó rất là lớn. Đúng không? Nếu như mà nói theo kiểu là gom hàng ấy, nói theo kiểu là gom hàng ấy thì một cái lượng lớn cổ phiếu đã được mua ở cái vùng giá dưới 65 này rồi. Đây. Một cái vùng lượng lớn cổ phiếu đã mua ở giá 65 này rồi. Và khi nó test lại ấy, thì không còn đủ lực bán để nó xuống dưới giá 65 nữa. Cho nên là người ta phải muốn mua ấy, người ta phải buộc phải mua giá cao hơn. Và người ta chấp nhận là mua đẩy giá lên. Mua đẩy giá lên. Và đó sẽ là cách mà thị trường nó tạo ra một cái xu hướng của một cái cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu mà người ta muốn mua và nắm giữ, nhưng mà vì ở cái mức giá mà người ta chờ ấy, nó không còn ai muốn bán nữa, thì người ta buộc phải mua giá cao hơn và đẩy giá lên. Thì đây khả năng cao là nó sẽ tạo ra một cái đáy cho Vinamilk rồi. Và cái thì trước mắt là sau khi mà chúng ta nhìn thấy là Vinamilk tạo đáy ấy, thì chúng ta sẽ có một cái cần phải nói với nhau về cái kỳ vọng. Thì cái kỳ vọng của Vinamilk nó nằm ở đầu tiên nó sẽ là cái mốc 80 đến khoảng 84 này. Đến khoảng này có thể là vượt cái vùng đỉnh này, nó sẽ đây sẽ gọi là một cái vùng Philip Zone. Một cái vùng Philip Zone này thì nó là một cái điểm xoay cho chung dài hạn của Vinamilk. Nếu như mà nó vượt qua được cái vùng này thì hoàn toàn nó có thể bước về giai đoạn phục hồi lên thẳng ba con số. Còn ở hiện tại thì Vinamilk ở giá 70 thì chúng ta sẽ kỳ vọng quay lại cái vùng giá 80 đến 84. Tức là biên lợi nhuận của chúng ta kỳ vọng ở đâu đấy nó sẽ khoảng tầm 15 đến 20%. 15 đến 20%. Và cái cổ phiếu này thì mà cái cổ phiếu này thì nó lại là một cái cổ phiếu trong VN30, cho nên cái tỷ lệ margin của nó là khá là lớn. Tỷ lệ của nó là 37. Thì với cái tỷ lệ margin 37 như vậy thì cái biên lợi nhuận mà chúng ta có kỳ vọng nó là 20% ấy, thì chúng ta gần như là có thể đánh margin mà sử dụng hợp lý ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng cái mức lợi nhuận của chúng ta thực tế đạt được hoàn toàn có thể đạt là con số là 50%. 50%. Đấy, thì mặc dù là Vinamilk chỉ tăng từ 10 lên từ 70 lên khoảng tầm 80 đến 84 là khoảng mười mấy giá thôi, thì nhưng mà ấy, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cái margin nữa để gia tăng để gia tăng được cái tỷ suất thực của chúng ta. Đấy. Thì đây là một cái kèo mà chúng ta nhìn thấy là nó khá là hấp dẫn, nó khá là hấp dẫn và có cái biên an toàn và có một những cái cơ sở an toàn ở sau lưng nó đỡ giá cho chúng ta. Và cái một cái điều nữa là ở cái thời gian gần đây ấy, thì VN30 đang là những cổ phiếu trong VN30 đang là những cái cổ phiếu mà nó hút được cái dòng tiền khối ngoại, đón sự quay trở lại của khối ngoại. Thì Vinamilk cũng là một cái cổ phiếu mà có lẽ là chúng ta sẽ bắt chen theo
theo cái xu hướng của khối ngoại như vậy. Và cái cục tiền ở đây ấy, cục tiền đỡ giá đẩy giá ở cái vùng tháng 6 năm ngoái, tháng 6 năm 2023 ấy, chắc chắn là phải là tiền lớn rồi. Và cái cục đẩy lệnh ở 11 triệu hôm thứ sáu vừa rồi ấy, nó cũng không phải là cái của cá nhân nhỏ lẻ được, đúng không? Khi mà tiền lớn nó đánh rồi thì chúng ta bản chất là chúng ta hoàn toàn có thể đi theo. Đấy, chúng ta không mua ở những cái lần bắt đáy hoảng loạn như này. Về mặt cá nhân thì chúng ta hoàn toàn có thể mua hay không mua, nhưng cơ bản là mua ở những cái vùng này ấy, thì nó là mua theo cái cách phân tích cơ bản của doanh nghiệp thì chúng ta mới dám mua. Còn ở đây là nó đã có lợi thế, ở đây ấy, nó có sự đồng thuận giữa cả về cơ bản và cả về yếu tố là kỹ thuật, là nó xác nhận tạo đáy và đi kèm với khối lượng của dòng tiền, thì khả năng là Vinamilk có thể tạo ra một cái xu hướng mới trong một cái chu kỳ tăng mới. Đấy, chu kỳ tăng mới của cổ phiếu. Rồi thì mình chia sẻ ngắn gọn như vậy thì mặc dù nó chưa đầy đủ nhưng mà mình nghĩ rằng là cũng đã đủ để chưa đầy đủ về chi tiết nhưng mà mình cũng thấy là cũng đã đủ để mà cho mọi người nhìn sơ qua được một cái cây Vinamilk để chúng ta có thể quyết định là theo dõi hay theo dõi thêm và có thể là tìm một cái điểm mở vị thế, đúng không? Rồi thì trên đây là cái quan điểm của mình về cổ phiếu Vinamilk nhé. Thì cảm ơn mọi người đã xem video và có thể ủng hộ kênh một cách like video và subscribe kênh để nhận những cái thông báo mới nhất, giúp mình thêm tương tác cho kênh nhé. Và cảm ơn mọi người.